man dợ nhất lịch sử liên tục 3 lần đào hố vùi xác hàng xóm giữa cánh đồng. PKT. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. ba lần chôn xác phi tang ở cánh đồng với giá 1,5 triệu đồng. Mỗi lần thực hiện di chuyển phi tang, hai kẻ này đều đào giữa đêm. Đến lần thứ ba oan hồn báo oán. Quá ngọ, nắng phả thẳng vào mặt bỏng rát, nhưng Nguyễn Văn Hiệp điềm nhiên như không. Ngả mặt lên trời, nhếch môi thả một điệu cười nhạt nhẽo. Không phải bây giờ, mà trước này đã vậy, cảm xúc vui buồn của hiệp vốn là điều khó lý giải nhất đối với những người thân bên cạnh anh ta. Gương mặt lạnh như tiền của hai kẻ sát nhân. Anh cũng nói phiên tòa xét xử hai người mang tội danh sát hại hàng xóm là phiên tòa đặc biệt. Lý lịch hai bị cáo tên thật Nguyễn Bá Tuấn, sinh năm 1968, nơi ở thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Người này được thuê với giá 1 triệu đồng để lấy mạng người hàng xóm, cũng là bạn nhậu của hai kẻ này. Còn đây là bị cáo thứ hai là chủ mưu của vụ án. Tên thật Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1976, nơi ở thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Vô nói cuộc sống yên ắng để cho người ta cảm giác rõ hơn thời gian đang trôi qua, còn bận rộn để khiến người ta quên mất thời gian biến mất. Vậy mà cả Tuấn và Hiệp dù yên ắng hay bận rộn, vẫn một biểu cảm, một sắc thái, đón nhận một cách bàng quan. Như hôm nay, ngay cả khi đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình về tội đoạt mạng người, thì Tuấn và Hiệp vẫn trước sau như một, bình thản như không hỏi các hai bị cáo có đau khổ, có ân hận hối hận với những gì mình đã làm hay không. Quả thật khó để trả lời. Đối với Nguyễn Bá Tuấn, vụ án xảy ra cách đây hơn 5 năm thì ngần ấy năm Tuấn bị điểm phải huyệt cấm khẩu. Cụ thể sau khi bị bắt về việc lấy lời khai điều tra hoàn tất, Nguyễn Bá Tuấn trở nên không lời. Cán bộ chạy tạm giam, bác sĩ, người thân cũng không thể làm gì có thể khai khẩu cho Tuấn. Phiên tòa hôm nay cũng không ngoại lệ. Quá trình di chuyển từ xe dẫn giải vào phòng xét xử, đứng lên ngồi xuống, thậm chí là trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, Tuấn đều phó mặc cho lực lượng công an và người giám hộ. Từ đầu đến cuối phiên tòa Tuấn không một lần mở mắt. Trái ngược với Tuấn Nguyễn Văn Hiệp với thân hình nhỏ thó đứng bên cạnh Tuấn, càng thấy rõ sự chênh lệch về ngoại hình. Cũng như Tuấn Hiệp ra tòa cũng cần có người giám hộ. Sự bất ổn lớn nhất của Hiệp chính là những câu trả lời. Khi thì Hiệp chỉ trả lời nhát ngừng hoặc lắc đầu, ngay cả một câu hỏi bị truy tố về tội gì Hiệp cũng không biết. Khi thì trả lời một cách rất hăng say, vị trụ tọa phải mất vài lần cắt ngang, hiệp mới chịu dừng lại. Đang nói lời khai về hành vi phạm tội nhưng hiệp thể hiện với cảm xúc bình thản như không, đôi lúc còn tỏ ra đó là một chiến tích của bản thân. Phiên tòa xét xử tuấn và hiệp kéo dài bởi thi thoảng lực lượng y tế phải tiến hành chăm sóc sức khỏe cho hai bị cáo, vì cả hai đều bị hạn chế khả năng nhận thức. Không biết Tuấn và Hiệp có cảm nhận gì nhưng người thân và những người dự khán chứng kiến hai bị cáo tại tòa đều cảm thấy xót xa. Số phận sinh ra vốn đã không cho họ bằng người cho nên đối với những người thân mà nói đó chính là nỗi đau dai dẳng nối dài. Một mạng người có giá 1,5 triệu. Vụ án đau lòng khiến Tuấn và Hiệp đứng đây xảy ra vào tối mùng 8 tháng 5 năm 2018. Sau khi trầu nhậu của ba con người không bình thường, cụ thể Tuấn ngồi uống rượu với anh Hưng lý lịch của bị hại tên thật Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1972 ở thôn Năm xã Hòa Ninh huyện Hòa Vang khi nhậu tại nhà Hiệp anh Hưng cũng là người bị hạn chế khả năng nhận thức như Tuấn và Hiệp trong cuộc nhậu Hiệp nhớ lại hồi trước anh Hưng có hù dọa đánh mình nên khi Tuấn ngả say Hiệp nói nhỏ vào tai Tuấn nhờ đánh ông Hưng giúp đánh được ông Hưng xong Hiệp sẽ cho Tuấn tiền lúc sau Hiệp vào nấu cơm Tuấn đi vào nhà hỏi đồ mi để ở đâu Hiệp chỉ vào chỗ để một cái búa đóng đinh bằng kim loại Tuấn lấy búa xong, giả vờ kêu ông Hưng ra nhà sau giúp mình khiêng cục sắt. Khi ông Hưng ra đến nơi thì từ phía sau, Tuấn cầm búa tác động làm nạn nhân ngã sấp xuống đất. Đánh xong, Tuấn đi vào nhà nói với Hiệp là đã đánh khiến ông Hưng tử vong. Nghe vậy Hiệp đưa cho Tuấn số tiền 1,5 triệu đồng. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5 năm 2018, Tuấn đi qua nhà Hiệp rủ nhau đi tìm chỗ để phi tang nếu không sẽ bị phát hiện. Hiệp cầm đèn pin còn Tuấn cầm cuốc, cả hai quay lại hiện trường, đem xác hưng bỏ xuống hố có sẵn gần đó để lấp đất và đi về. Đến khoảng 19 giờ sau 3 ngày khi gây án, 11 tháng 5 năm 2018, do sợ bị phát hiện, Tuấn quay lại nhà Hiệp rủ Hiệp đào thi hải anh Hưng lên để đem đi chôn chỗ khác để không bị lộ. Hiệp dọi đèn pin, Tuấn kéo thi hải anh Hưng ra khu vực cánh đồng lúa đã thu hoạch, cách hiện trường khoảng 500 mét thuộc thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Tuấn để thi hài của Hưng xuống rãnh mương, dùng dơm đậy lên sau đó đi về nhà. Đến khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2018, Tuấn và Hiệp đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội nêu trên. Quá trình điều tra nhận thấy cả Tuấn và Hiệp đều có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương Biên Hòa. Đó cũng là lý do khiến vụ án đến nay mới được đưa ra xét xử. Nói về hoàn cảnh của Hiệp, ai cũng chạnh lòng. Hiệp bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, thiểu năng trí tuệ nên đến nay chỉ cao gần 1m4. Vì vậy Hiệp còn có tên gọi khác là Ròm. Sau khi cha mẹ mất, anh chị lập gia đình ra ở riêng. Hiệp sống một mình chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội. Bị hại Hưng với gia đình Hiệp vốn là chỗ hàng xóm. Hơn nữa, anh Hưng đối đãi với Hiệp bằng tình cảm của một người thân trong gia đình, thương yêu, thường xuyên khuyên nhủ. Khôn nỗi Hiệp không đủ sáng suốt để hiểu được đâu là lời khuyên chân tình, đâu là lời hù dọa, đầy yêu thương trách nhiệm, cho nên mới có kết cục đau lòng như ngày hôm nay. Theo lời trình bày của anh trai bị cáo với vai trò là người giám hộ, có lần hiệp tự bán cặp trâu, bán đất do cha mẹ để lại để lấy tiền mua mấy món đồ linh tinh để trong nhà. Thế vậy anh Hưng la dày hiệp, rằng lại rứa, rồi ham dọa đòi đánh hiệp. Không ai ngờ lời ham dọa đòi đánh ấy khiến hiệp găm vào suy nghĩ, để bụng, rồi lấy lý do để nhờ Tuấn ra tay. Vậy là sau vài chén qua lại, rượu đã nuốt chửng mấy con người trên bàn nhậu. Tình anh em hàng xóm bạn bè cũng vì men cay mà bỗng chốc người chết kẻ đi tù. Phải thừa nhận một điều, vụ án này, phiên tòa này khiến nhiều người phải bị dây dứt. Bị hại bị cáo đều là người đặc biệt, hoàn cảnh bị cáo bị hại đều khốn khó như nhau. Nếu như Hiệp và Tuấn ra tòa cần người giám hộ thì người đại diện cho bị hại ra tòa cũng có thêm người giám hộ. Chiếc bàn dành cho đại diện người bị hại, hai người ngồi. Một trong số đó là em gái của anh Hưng, nạn nhân trong vụ án. Còn lại là một người bà con. Em gái ông Hưng lộ rõ sự mệt mỏi, chán ghét phải gò bó trong sự nghiêm trang nơi pháp đình nên hết nhắm mắt lại trườn người nằm bẹp xuống mặt bàn. Người em này cũng như bị hại là người bị hạn chế khả năng nhận thức cho nên sự ngây ngô lộ rõ cả ra bên ngoài. Luật sư tham gia bảo chữa cho cả hai bị cáo đều mong hội đồng xét xử tuyên các bị cáo hưởng mức án thấp, trong đó luật sư bảo vệ cho bị cáo hiệp cho rằng truy tố tội giết người là chưa thỏa đáng, tội của hiệp là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Thực tế, Hiệp chỉ muốn Tuấn đánh vài bạt tai hù dọa để ông Hưng không đánh mình. Ý thức chủ quan của Hiệp không phải là giết ông Hưng. Không muốn tức đoạt mạng sống của nạn nhân. Bị cáo không học hành, không biết chữ nên không có khả năng suy nghĩ là thuê để giết người. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, không mất hoàn toàn nhận thức về hành vi. Bị cáo Tuấn có vai trò chính vì thực hiện hành vi dùng búa đánh vào vùng đầu và vùng trọng yếu trên cơ thể con người, sau đó mang nạn nhân đi chôn. Hiệp là đồng phạm xúi dục đưa búa cho Tuấn sau khi Tuấn đánh chết người, còn cho 1,5 triệu đồng và cùng đi chôn thi hải. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt cao nhất là tử hình, lẽ ra với hành vi tước đoạt mạng sống của ông Hưng. Nếu không bị hạn chế về năng lực hành vi thì cần loại bỏ vĩnh viễn các bị cáo ra khỏi xã hội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn và Hiệp mức án tù trung thân. Một vụ án trồng chất sự đau lòng, một phiên tòa với nhiều thứ khác biệt. Khép lại nhưng sự dây dứt, nối giải có thể tuấn và hiệp không thể hiện cảm xúc không hẳn là không biết đau lòng có thể em gái bị hại không biết nói ra sự đau lòng nhớ nhung người anh trai xấu xố không thể hiện sự tức giận với kẻ thù ác nhưng không hẳn là không có tâm tư tất cả cũng sẽ vì một sự mất mát này mà xót xa mà đau đớn không có điểm dừng trong video này, PKT cũng đã lược bỏ đến một số phần mà mình thấy là không cần thiết để cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác, khách quan, ngắn gọn để các bạn có thể dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu các bạn có bình luận gì thì để lại phần comment phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.